Xin mình chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em Tùng Nguyễn Audio làm một cái clip để review một bộ dàn máy BS và một đôi loa full 30 Lexo. Cái cấu hình ngày hôm nay thì là một bộ dàn máy này của bên em thì là hàng nhập tại xưởng của nhà máy China. BS này là một thương hiệu lớn của bên Trung Quốc và cái cấu hình loa thì là loa full 30, sử dụng một bát, một chiếc kèn. Bát 30 từ 109 con 76. Bát của nó là bát chính hãng của LG336, tép LG nắp nhôm hình bông hoa. Cái cấu hình này là loa của Tùng Nguyễn dựng lên và lắp cấu hình hàng đặt. Và hôm nay Tùng Nguyễn gửi bộ dàn này về bên Hưng Yên với trị giá là 17.500.000. Bên Tùng Nguyễn bao ship rồi và gửi đi toàn quốc Bắc Trung Nam. Hôm nay em Tùng Nguyễn Audio sẽ test qua cái bộ dàn máy này lên và gửi cho bác khách này ở bên Hưng Yên. Nó full 30 Nexo này, cái đôi vỏ thùng này bày lên kệ của nó cực kỳ đẹp và chất lượng cao. Và hôm nay Tùng Nguyễn Audio review cái bộ dàn máy. Dàn máy của nó là đều là hàng chính hãng của PS. Đẩy PS Audio có mã là TD650, chạy 650W trên một kênh. Mặt màu đen, lâng tiếng màu đen, vang màu đen, mic màu đen. Rất là đẹp và hài hòa với không gian gia đình. Lâng tiếng PS có một cổng China 1, China 2, đấy là hai cổng full và cổng thứ ba đây là cổng xúc điện và xúc hơi. Đánh qua lâng tiếng rất là hay. Bộ dàn này của Tùng Nguyễn Audio nếu sau này thêm một con xúc điện BJK nó rất là tuyệt vời. Đấy, tạm thời thì mới có một đôi full và bộ dàn máy. Còn loa karaoke thì thêm xúc vào thì đánh trống nó dập dình, nó uy lực, mình hát cảm giác nó được rất là khỏe nếu có xúc. Nắp bát LG336 này lời của nó rất là sáng, ca nhẹ. Lâng tiếng của nó có mã là BSV800, vang cơ BSV20. Đấy, có đầy đủ cổng ăn chơi, cổng quang, chống hú, Bluetooth, USB. Và con vang này có cả dì vợt các bác nhé. Có thêm tính năng mới là tính năng dì vợt. Con vang này nó trên các cái loại SV9 và SV12. Đây là mẫu SV20 là đời ra mới ra, nó có cả dì vợt. Và một con mic BSVK6, mic không dây. Thì hôm nay em Tùng ấy chỉ đang làm clip test và để chỉnh lại bộ dàn máy thì em đang lắp có mỗi một loa thôi, lắp có mỗi một loa thôi. Đấy. Từ đẩy, từ vang xuống lưng tiếng, từ lưng tiếng xuống đẩy. Thì sau đây thì Tùng Nguyễn sẽ mở một cái bài nhạc lên và đây này, bên này em đang tắt nhá. Đấy, khi test loa thì phải test là ok hết, test nhạc vang nhại ok hết, xong rồi test sống từng kênh một đấy, xem kênh nào nó có bị lỗi không. Vì nhiều khi mà test cả hai kênh thì cả hai loa nó lên thì nhiều khi mình nghe không rõ được, thì khi mình test mình phải test từng kênh một mới là chuẩn các bác nhá. Và hôm nay thì em Tùng Nguyễn sẽ mở một cái bài nhạc, một cái bài nhạc để cho tất cả các bác nghe tiếng bát và tiếng tép của nó. Tép LG336 này tiếng của nó cực kỳ là tuyệt vời. Vừa rồi thì các bạn cũng được nghe qua từng bát từng tép. Đây là tay mic này, tay mic màu bạc. Các cái sản phẩm mà em để rời ở đây là các cái thiết bị theo mic đấy, nhưng mà em đang để rời thì quảng cáo cho tất cả các bác cùng xem. Bên trong của mic trên tay mic in chữ PSVK6, đó là sản phẩm của công ty màu bạc.
Thì hôm nay em làm một cái clip này để test và giới thiệu về sản phẩm. Các bác có nhu cầu nâng cấp cái thiết bị nào trong bộ dàn máy của nhà mình thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyên Audio. Và các bác xem video đừng quên tặng like và chia sẻ. Hôm nay em xin dừng video tại đây và để đóng hàng để giao cho khách. Và hôm nay em Tùng Nguyên Audio xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.